cái người mà cái người ở tâm không, người ta có đủ các màu sắc, gặp ai ở vòng nào thì người ta sẽ gì? Nói phong cách ở vòng đó. Cho nên mọi người mới bảo là cái người mà làm lãnh đạo ấy, thường họ có đổi phong cách liên tục không? Vừa chửi nhau với vợ xong, chửi nhau với chồng xong phát, đúng không? Khách vào cái, ê, mời bác, mời bác, mời bác, em đây. Đấy, nó phải vậy chứ. Nó giữ được cảm xúc để sống gì? Sống trong hiện tại, sống với phong cách của người đối diện. Thì đấy là người tâm không, là người có gì? Có phun các cái cảm xúc, chứ không phải nó không có. Còn cái loại cứ ngồi ì ra hỏi, có muốn chuyển hóa tâm thức không? Mày có hiểu quy luật trời đất, có hiểu quy luật nhân quả không? Không. Có muốn học quy luật nhân quả không? Không. Có muốn chuyển hóa tâm thức không? Không. Hoặc có mong cầu gì không? Không. Vậy suy ra gỗ đá còn gì nữa. Xong rồi tưởng mình là gì? Bây giờ em là tâm không rồi, không có nhu cầu gì nữa. Phải giảng cái này không mọi người hiểu nhầm tâm không? Xong về cứ ngồi một đừng 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 ra đấy, không nghĩ cái gì, xong bảo em là tâm không rồi. Không. Đây. Ánh sáng trắng có màu không? Tưởng là không có màu nhưng nó có 7 màu: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Đấy, có 7 màu. Có phải ánh sáng trắng nó chiếu qua đám mây, nó xuất hiện 7 sắc cầu, cầu vồng. Vậy người tâm không là người có gì? Đủ 5 vòng. Có vòng vật chất không? Có. Có vòng cảm xúc không? Có vòng sinh mạng không? Có vòng trí tuệ không? Có vòng nghiệp lực không? Thì họ có 7 màu này. Ví dụ gặp anh là màu vật chất, họ có tiếp được không? Họ có hiểu anh không? Thì họ mới độ được chứ. Gặp anh là vòng cảm xúc, họ nói chuyện theo kiểu cảm xúc. Vậy phong cách của tôi nói chuyện sẽ biến động theo gì? Người đối diện. Chứ nó không phải là một ngã, tức là không phải một thói quen. Ví dụ tôi nói chuyện với trẻ con thì tôi lại nói giọng nhây và nói giọng ngôn ngữ của nó gớm đẹp ra. Đấy, ví dụ vậy. Cả nhà hiểu không nhỉ? Nhưng mà cái người mà có một phong cách thôi là vòng cảm xúc, giữ mặt mũi, cho nên nói chuyện với đẹp với trẻ con thôi. Nhìn cháu đẹp quá cơ. Còn trẻ con nó nghe nó chán. Nhưng mà ui giời, nhìn mày đẹp trai. Chà, ui, bác vui tính nhỉ. Đấy, thế đã chơi với nhau. Nhưng mà cái thằng vòng cảm xúc thì làm sao? Khi mà ông ấy tu tập gì vậy mà ông dùng từ thì bắt đầu nó phán xét không? Vậy thì cái người mà cái người ở tâm không, người ta có đủ các màu sắc, gặp ai ở vòng nào thì người ta sẽ gì? Nói phong cách ở vòng đó. Cho nên mọi người mới bảo là cái người mà làm lãnh đạo ấy, thường họ có đổi phong cách liên tục không? Vừa chửi nhau với vợ xong, chửi nhau với chồng xong phát, đúng không? Khách vào cái, ê, mời bác, mời bác, mời bác, em đây. Đấy, nó phải vậy chứ. Nó giữ được cảm xúc để sống gì? Sống trong hiện tại, sống với phong cách của người đối diện. Thì đấy là người tâm không, là người có gì? Có phun các cái cảm xúc, chứ không phải nó không có. Không tránh tình trạng em không mong cầu cái gì. Nhưng mà thằng kia vòng vật chất đến, nó tham vật chất cái, ngồi phán xét luôn. Nó chẳng bù cho mình gì cả, mình chẳng tham cầu cái gì mà thằng kia nó tham như quỷ ấy. Bản chất là mình đang tham gì? Tham phán xét, còn dã man hơn là gì? Không tham cái gì. Còn dã man hơn mấy thằng tham cái khác. Có đúng không? Hiểu hiểu cái này chưa? Còn cái loại cứ ngồi ì ra hỏi, có muốn chuyển hóa tâm thức không? Mày có hiểu quy luật trời đất, có hiểu quy luật nhân quả không? Không. Có muốn học quy luật nhân quả cũng không. Có muốn chuyển hóa tâm tư cũng không. Hoặc có mong cầu thì cũng không. Suy ra gỗ đá còn gì nữa. Xong rồi tưởng mình là gì? Bây giờ em là tâm không rồi, không có nhu cầu gì nữa. Đấy. Hiểu không? Nhá. Rồi, để tránh tình trạng. Vậy tâm không chính là phun các tâm. Ánh sáng trắng là gì? Phun 7 màu. Hiểu rõ như vậy. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn.